Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Tuyên bố các bị cáo Phạm Văn Nhiệm, Vũ Văn Thành, Kỳ Minh Quý, Hà Văn Dũng, Nguyễn Thị Dương phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Về hình phạt, áp dụng khoản 1 điều 356 để ghép khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 58, điều 50, điều 38 của luật hình sự. Từ phạt bị cáo Vũ Văn Thành 2 năm tù, tại hạn chấp hành hình phạt tù 90 ngày tạm giam 16 tháng 4 năm 2020. Áp dụng khoản 1 điều 356 điểm F điểm D khoản 1 điều 51 điều 58 điều 50 điều 38 của luật hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Văn Nhiệm 1 năm 6 tháng tù, tại hạn chấp hành hình phạt tù 90 ngày tạm giam 16 tháng 4 năm 2020. Áp dụng khoản 1 điều 356 điểm F khoản 1 khoản 2 điều 51 điều 58 điều 50 điều 38 của luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Dương 1 năm 6 tháng tù, tại hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị tuyên án. Áp dụng khoản 1 điều 356 điểm F khoản 1 khoản 2 điều 81 điều 58 điều 50 điều 38 điều 65 của luật hình sự. Từ phạt bị cáo Trịnh Thị Minh Thúy 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm 6 tháng tính từ ngày tuyên án cơ sở 18 tháng 9 năm 2020. Áp dụng khoản 1 điều 356 điểm F khoản 1 khoản 2 điều 81 điều 58 điều 50 điều 38 điều 65 của luật hình sự. Từ phạt bị cáo Hà Văn Dũng 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm tính từ ngày tuyên án cơ sở 18 tháng 9 năm 2020. Các bác bị cáo Trịnh Thị Minh Thúy, Hà Văn Dũng do trung tâm phát triển chất thuộc sở tài nguyên môi trường tỉnh các tỉnh giám sát giáo dục trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi làm việc thì thực hiện theo quy định tại điều 92 luật thi hành hình sự năm 2019. Trong thời gian thử thách của án treo, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên thì giám có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của án đã sau hưởng án treo. Áp dụng khoản 4 điều 356 điều 41 của luật hình sự cấm các bị cáo Kiệt, Thành, Dính, Dũng thực hiện các công việc, các chức vụ có liên quan đến đấu giá tài sản với thời hạn 2 năm. Đối bị cáo Kiệt và Thành tính từ khi chấp hành xong hình phạt tù, đối bị cáo Dính và Dũng tính từ khi bản án có hiệu lực pháp luật của các bị cáo. Lắng nghe bảo lắng nghe xem. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.